Phốt Liên Hoàn của Huỳnh Anh bị tố đặt nhẫn kim cương cầu hôn rồi đòi trả lại, còn dùng danh tiếng đe dọa nhân viên bán hàng. Huỳnh Anh lại tiếp tục vướng vào thị phi đầu năm, lần này liên quan đến chuyện cầu hôn. Sau khi vụ việc gây tai nạn vào tối mùng 4 Tết khép lại bằng lời xin lỗi và hứa bồi thường, Huỳnh Anh lại tiếp tục bị bóc phốt trên mạng xã hội vì đặt nhẫn cầu hôn xong lại đòi chính công ty sản xuất thu mua lại với giá gốc, thậm chí còn lấy danh tiếng, sức ảnh hưởng của mình để dọa bóc phốt ngược nhân viên bán hàng. Cụ thể một tài khoản có tên là LV đã đăng đàn tố Huỳnh Anh đặt chiếc nhẫn kim cương ở công ty của mình để làm nhẫn cầu hôn bạn gái. Trong quá trình đó, bên sản xuất đã cố gắng hoàn thành sản phẩm nhanh nhất có thể cho Huỳnh Anh nhưng sát đến ngày cầu hôn, nam diễn viên vẫn không chịu chuyển tiền để giao nhẫn khiến nhân viên phải dục năm sáu lần. Sau màn cầu hôn đỉnh đám mạng xã hội, Huỳnh Anh lại bất ngờ báo lại với nhân viên bán hàng này là chiếc nhẫn bị rộng, yêu cầu sửa lại. Thế nhưng đến 4 ngày sau, Huỳnh Anh muốn đổi hẳn sang mẫu nhẫn khác, và đòi đơn vị sản xuất thu mua lại chiếc nhẫn anh đã cầu hôn bạn gái với 100% giá gốc, trong khi công ty có quy định rõ ràng chế độ thu mua thu đổi là 60-80%, thậm chí năm diễn viên còn dọa người nhân viên rằng nếu thu mua chiếc nhẫn theo đúng chế độ của công ty thì sẽ dùng Facebook của mình bóc phốt ngược lại nhân viên này. Không những vậy, khi bên công ty yêu cầu gửi lại giấy tờ chứng nhận của viên đá thì Huỳnh Anh tận 14 ngày sau mới mang tới trong tình trạng ướt nhẹp và bẩn, khiến người nhân viên bán hàng này cạn lời hiện tại chúng tôi đang liên lạc với huỳnh anh để tìm hiểu thêm về sự việc